Chào mừng quý khách đến với video giới thiệu sản phẩm bộ phát Wi-Fi 4G A368. Wi-Fi A368, cuộc cách mạng Internet không dây đã hiện diện nơi đây để phục vụ các bạn. Dù đi đến bất cứ đâu, iGo A368 luôn là trợ thủ đắc lực cho bạn. Có Internet theo chân bạn, mọi thứ luôn sẵn sàng. Chủ động làm việc bất cứ đâu, xử lý công việc kịp thời, giữ liên lạc, kiểm tra email, công việc thật hiệu quả, kết nối và chia sẻ không giới hạn cho bạn cuộc sống thăng hoa. Bộ phát Wi-Fi không dây A368 sở hữu đến 5 điều khác biệt. Sử dụng đến 10 thiết bị cùng lúc như laptop, smartphone, máy tính bảng, smart TV, đặc biệt là kết nối với máy tính bàn. Dung lượng pin khủng lên đến 3000 mAh, hoạt động lên đến 12 giờ. Màn hình màu 1,44 inch hiển thị các thông tin trực quan, tên Wi-Fi, mật khẩu, số thiết bị kết nối, cường độ sóng, thật tiện lợi phải không nào? Thiết lập và thay đổi tên Wi-Fi, mật khẩu, bán kính phát sóng chỉ trong vòng 1 phút, thật quá là đơn giản. Và đặc biệt, sử dụng SIM của 5 nhà mạng tại Việt Nam như Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnam Mobile, G-Mobile và sử dụng SIM của hơn 10 quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Lắp đặt Wi-Fi không dây tốc độ cao chỉ trong 1 phút, thật không thể tin được. Có Wi-Fi A368 vi vu thế giới trong tầm tay bạn. Wi-Fi di động xu hướng tất yếu, sự lựa chọn cho cuộc sống hiện đại. Wi-Fi không dây A368 trợ thủ đắc lực dành cho bạn. Sở hữu Wi-Fi A368 ngay hôm nay tại đơn vị ủy quyền chính thức của công ty Wi-Fi quốc tế iGo. Liên hệ thông tin chi tiết bên dưới.